Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV. Kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Những mệt mỏi hệ lụy sau lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ chưa hẳn chấm dứt. Khai trừ ra khỏi đảng cựu chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, phạm nhân mở điện thoại gọi tố cáo, 9 công an huyện ở Bình Định bị kỷ luật. Thêm chủ nhà lên tiếng về việc Highland không trả tiền thuê nhà, chiếm giữ mặt bằng hơn 2 năm. Yêu cầu báo cáo kết quả xử lý biệt thự tai tiếng ở Hà Nội lên Bộ Xây dựng. Bắt 5 đối tượng đòi thu tiền bảo kê các quán cà phê gội đầu ở Cần Thơ. Sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Những mệt mỏi hệ lụy sau lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ chưa hẳn chấm dứt. Nhiều tin tức 24 giờ TV đã thông tin, từ tháng 5 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an nhận được phản ánh việc bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Huỳnh Trấn Thành, nghệ sĩ Trấn Thành hay Bùi Đại Nghĩa, huy động tiền cứu trợ đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối sử dụng tiền quyên góp. Chiều ngày 23 tháng 1 trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo cục cảnh sát hình sự xác nhận, đơn vị đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ lùm xùm làm từ thiện của các nghệ sĩ. Sau khi xác minh cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát hình sự xác định, các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Chia sẻ với phóng viên sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, các sĩ Thủy Tiên nói đó là tin vui với gia đình cô sau thời gian chịu nhiều đả kích. Bởi từ khi xuất hiện thông tin cho rằng cô ăn chặn, từ thiện, không khí tiêu cực luôn bổ vây không một ngày nào cho gia đình cô được yên. Thời gian đầu Thủy Tiên bị sốc, cô rơi vào bế tắc, chỉ biết dựa đầu vào ông xã Công Vinh. Nhưng sau một thời gian thì cô và gia đình cũng bình tâm trở lại, hợp tác với cơ quan điều tra và cung cấp các giấy tờ liên quan đến công tác từ thiện miền Trung. Cũng như Thủy Tiên thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trả lời phóng viên: "Tôi vui và hài lòng khi sự thật cũng đã sáng tỏ. Mình có giải thích như thế nào cũng không rõ ràng minh bạch như kết luận của cơ quan điều tra. Tôi nhẹ nhõm và thấy như chút bớt được gánh nặng tinh thần suốt mấy tháng nay." Dù đã có kết luận từ bộ công an nhưng nhiều người cho rằng những lùm xùm vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ, tạo nên sự khủng hoảng niềm tin trong công chúng. Trong thời điểm mệt mỏi vì bị dư luận phản ứng dữ dội, Thủy Tiên cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô sẽ không kêu gọi quyên góp từ thiện nữa. Cho tuyên bố này nhiều bình luận gây chú ý. Bạn có kêu gọi cũng không ai dám đưa cho nữa đâu, mất niềm tin rồi. Nếu như muốn tiếp tục kêu gọi từ thiện thì hỏi rằng có ai sẽ góp tiền vào tài khoản của mình nữa? Khi mà những lùm xùm kéo dài xảy ra thời gian qua, gây ồn ào mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên xoay quanh vấn đề được mất của nghệ sĩ sau khủng hoảng sao kê từ thiện, chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình khẳng định nghệ sĩ bị mất mắt nhiều, thậm chí phải trả giá đắt. Nếu ngay từ đầu nghệ sĩ công khai minh bạch chuyện tiền bạc thì những lùm xùm không đáng có đã không xảy ra. Tôi nghĩ đây là một bài học lớn để nghệ sĩ rút kinh nghiệm trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện. Làm từ thiện cũng phải cần chuyên nghiệp để mọi thu chi có chứng cứ, thông tin rõ ràng, có một bộ phận chuyên trách hỗ trợ, thậm chí là về pháp lý để bảo vệ chính mình. Ông Trịnh Hòa Bình cho biết sau những lùm xùm vừa qua, uy tín và công việc của một số nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, những mệt mỏi và hệ lụy sau đó chưa hẳn chấm dứt. Ông chia sẻ thêm, sự hoài nghi của khán giả là sự mất mát lớn nhất của nghệ sĩ, khiến người nghệ sĩ tổn thương nhất, hình ảnh xấu đi, bị khán giả tẩy chay. Bên cạnh đó thì suốt một thời gian dài, những nghệ sĩ trên cũng thừa nhận cuộc sống của họ và người thân đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề, hàng loạt show diễn hợp đồng phải hủy bỏ. Cũng theo ông Trịnh Hòa Bình, để những nghệ sĩ trên có thể lấy lại niềm tin của khán giả thì phải cần một thời gian dài. Đó không chỉ là sự nỗ lực trong công việc, hoạt động biểu diễn mà còn là sự nhiệt huyết và công hiến không mệt mỏi. Trước đó, chia sẻ với phóng viên, chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng bày tỏ Tại sao khán giả lại chỉ trích đả kích rất mạnh trong những sự việc ồn ào liên quan đến một số nghệ sĩ gần đây? Bởi khán giả yêu thương kỳ vọng nhiều vào nghệ sĩ thần tượng của mình. Bởi kỳ vọng nhiều nên nghệ sĩ không làm được như khán giả mong muốn thì khán giả lại bị tổn thương. Vì thế họ đã có những lời lẽ bức xúc như thế. Các nghệ sĩ hãy coi đây là bài học để chấn chỉnh lại bản thân. Khai trừ ra khỏi đảng, cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 27 tháng 1, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang cho biết tại kỳ họp thứ 27 vừa qua, đơn vị này đã xem xét xử lý kỷ luật một số đảng viên có vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền. Căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ba đảng viên Nguyễn Chiến Thắng, đảng viên tri bộ tổ dân phố 1 Trịnh Phong thuộc đảng bộ phường Tân Lập, Đào Công Thiên, đảng viên tri bộ tổ dân phố 2 Đồng Dưa thuộc đảng bộ phường Phước Tân, Trần Văn Hùng, đảng viên tri bộ thôn Vĩnh Điềm Trung thuộc đảng bộ xã Vĩnh Hiệp. Trước đó, các ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thánh Hòa và Trần Văn Hùng, cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai thuộc sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa cùng bốn bị can khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đề nghị truy tố về tội vi phạm trong quản lý đất đai trong quá trình cho thực hiện các thủ tục đầu tư triển khai hai dự án trên núi chín khúc thành phố nha trang ông nguyễn chiến thắng và ông đào công thiên cùng một số bị can còn bị khởi tố bị bắt tạm giam trong các vụ án liên quan đến quản lý đất đai quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong các dự án trên địa bàn thành phố nha trang Phạm nhân mượn điện thoại gọi tố cáo, 9 công an huyện ở Bình Định bị kỷ luật. Ngày 27 tháng 1, nguồn tin của phóng viên cho biết, công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật với 9 cán bộ công an huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng trách nhiệm khi thành công vụ. Trong đó một phó trưởng công an huyện Vân Canh bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Theo thông tin ban đầu, các quyết định kỷ luật trên có liên quan đến một số hoạt động tại nhà tạm giữ công an huyện Vân Canh cụ thể trong quá trình ở tại nhà tạm giữ công an huyện vân canh một phạm nhân bị tạm giữ đã mượn điện thoại của cán bộ công an công tác tại đây với lý do gọi về gặp người thân tuy nhiên phạm nhân này đã gọi cho lãnh đạo công an tỉnh bình định tố cáo các sai phạm tại nhà tạm giữ công an huyện hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc trên ông lê bá thành bí thư huyện ủy vân canh xác nhận có vụ việc và cho biết thêm Hiện, Thường trực huyện Ủy Văn Canh đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện này vào cuộc theo dõi vụ việc để có hình thức xử lý. Bí thư huyện Văn Canh cho biết, chúng tôi đang chỉ đạo đơn vị chức năng theo dõi vụ việc. Trường hợp này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ để xử lý về mặt ngành công an trước, còn chính quyền sẽ xử lý sau. Thêm chủ nhà lên tiếng về việc hai lần không trả tiền thuê nhà, chiếm giữ mặt bằng hơn 2 năm. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ông Nguyễn Thế Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh An, gửi tới báo chí đơn cầu cứu về việc bị Highland ngang nhiên chiếm mặt bằng hơn 2 năm, trước đó là một năm không trả tiền thuê nhà. Nội dung đơn cho biết tháng 10 năm 2014, công, công ty Tân Thịnh An cho Highland thuê một phần tầng trệt tại tòa nhà Lakai số 98 126 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5 với diện tích 165 m2 để kinh doanh quán cà phê. Hợp đồng có thời hạn 5 năm từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 đến 30 tháng 10 năm 2019. Tới tháng 10 năm 2018, Tân Thịnh An có nhu cầu lấy lại mặt bằng trước thời hạn nên đến 15 tháng 11 năm 2018 đã gửi thông báo cho hai lần về việc đợi phương chấm dứt hợp đồng. Ngày thu hồi mặt bằng là 15 tháng 12 năm 2018, tức là 30 ngày sau thông báo phía Tân Thịnh An sẽ đền bù thiệt hại cho Highland theo các điều khoản quy định trong hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tại hợp đồng này có điều khoản bên A cho bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng phải bồi thường 8% giá trị hợp đồng còn lại, cũng như hoàn trả tiền cọc, phạt cọc bằng với số tiền mà bên thuê đã đặt cọc cho bên thuê. Ông Hải cho biết theo quy định của hợp đồng, các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bồi thường cho nhau theo quy định. Vì vậy chúng tôi đã thực hiện đúng theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Nhưng đến 15 tháng 12 năm 2018, phía Highland không giao lại mặt bằng cho Tân Thịnh An, nên 19 tháng 12, Tân Thịnh An đã cắt điện nước của quán cà phê. Phía Highland đưa máy móc phát điện và bồn nước đến để quán cà phê tiếp tục hoạt động. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2019, Highland gửi công văn để thông báo việc tạm ngưng trả tiền thuê mặt bằng cho đến khi Tân Thịnh An cung cấp điện nước trở lại. Đến ngày 2 tháng 3 năm 2019, Tân Thịnh An cho người đến tiếp nhận mặt bằng với sự chứng kiến của người thừa phát lại. Nhưng sau đó công an phường 7 quận 5 đã đến niêm phong cửa ra vào. Ngày 28 tháng 3 2019, công an quận 5 giao lại mặt bằng cho phía Highland bất chấp phản đối của Tân Thịnh An. Ông Hải cho biết, tôi không hiểu căn cứ vào đâu mà công an quận 5 lại giao lại cho bên thuê bởi vì chúng tôi đã thu hồi mặt bằng đúng theo hợp đồng, theo quy định của pháp luật. Nếu công an trả lại mặt bằng thì phải trả cho đơn vị sở hữu là Tân Thịnh An, chứ không thể là Highland được. Sau khi nhận lại mặt bằng từ công an quận 5, Highland lại tiếp tục hoạt động cho đến nay và không thanh toán tiền thuê cho chủ sở hữu. Tới ngày 30 tháng 9 năm 2019 cho tới thời hạn 5 năm của hợp đồng kết thúc, Tân Thịnh An gửi văn bản yêu cầu trả lại mặt bằng nhưng Highland từ chối. Highland đã ngang nhiên chiếm đoạt mặt bằng của chúng tôi kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến nay đã hơn 2 năm. Trong suốt thời gian đó họ tự ý kinh doanh trên tài sản của người khác. Tính cả thời gian gần một năm của hợp đồng cũ thì đã hơn 3 năm qua họ không thanh toán tiền thuê nhà cho chúng tôi một đồng nào. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, phía Highland đã khởi kiện Tân Thịnh An ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngày 22 tháng 10, Tòa Nhân dân quận 5 thông báo đã thụ lý vụ án theo yêu cầu khởi kiện của Highland. Sau đó đến tháng 11 năm 2019, Tòa án quận 5 đã chuyển vụ án cho Tòa án quận 3 để giải quyết. Gần một năm sau, đến tháng 9 năm 2020, tòa án quận 3 lại chuyển vụ án cho tòa án quận 5 để giải quyết. Cho đến nay thì vụ việc vẫn đang nằm lại tại tòa án quận 5 và chưa được xét xử. Theo ông Nguyễn Thế Hải, không hiểu lý do gì mà tòa án không đưa vụ việc ra xét xử. Càng kéo dài thời gian, hai lệnh càng có lợi vì họ đang chiếm giữ và kinh doanh trên mặt bằng của Tân Thịnh An. Đến nay họ cũng không có ý định trả lại và chúng tôi cũng không biết bị chiếm đoạt mặt bằng cho đến bao giờ nữa đây. Sau khi nhận được thông tin từ Tân Thịnh An, chúng tôi đã liên hệ với đại diện pháp lý của Highland để tìm hiểu thêm về thông tin. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, phóng viên đã gửi câu hỏi tới đại diện Highland theo yêu cầu, nhưng sau đó đại diện của Highland yêu cầu phải có công văn kèm câu hỏi. Ngày 6 tháng 12, báo chí đã phát hành công văn kèm câu hỏi gửi tới địa chỉ trụ sở Highland tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau nhiều lần liên hệ thì đến nay, 26 tháng 1 năm 2022, phía Highland vẫn chưa cung cấp thêm thông tin. Yêu cầu báo cáo kết quả xử lý biệt thự tai tiếng ở Hà Nội lên Bộ Xây dựng. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội thông báo kết quả giải quyết, xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự tai tiếng đến Bộ Xây dựng. Nội dung nếu trên thể hiện trong văn bản do ông Chu Hồng Uy, Phó Tránh Thanh tra Bộ Xây dựng ký gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ xây dựng đã nhận được đơn phản ánh về việc vi phạm trật tự xây dựng tại nhà số 9 lô B, khu biệt thự 5,2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư 05 ngày 1 tháng 10 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật, thông báo kết quả giải quyết đến Bộ Xây dựng. Liên quan đến công trình vi phạm này, trước đó tại buổi làm việc trực tiếp với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, hồi giữa tháng 3 2021, hàng loạt vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 09 lô B của gia đình ông Đê, sinh năm 1960, trú tại Ba Đình Hà Nội đã được chính quyền sở tại phát hiện. Cụ thể công trình xây dựng số 9 lô B này đã xây dựng thêm tầng hầm diện tích 150 m2 ngoài hồ sơ được cấp phép thi công mái tầng 1 diện tích 150m2, vượt khoảng 75m2 so với hồ sơ được cấp phép, vi phạm thiết kế nhà biệt thự đơn lập, phá vỡ cảnh quan quy hoạch khu biệt thự 5,2 hecta Yên Hòa. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả, phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và thực hiện theo đúng giấy phép xây dựng được cấp. Trong quá trình triển khai việc áp dụng biện pháp ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trên, Ủy ban nhân dân phường phát hiện chủ đầu tư vẫn thi công vào ban đêm, ngoài thời gian trực của tổ công tác. Ông Quang than thở đối với công trình này đã có 63 lần phường ra quân xử lý, xuyên suốt từ tháng 3 đến giờ, phường rất vất vả đối với trường hợp này, phải cử người trực canh gác đêm hôm, nhưng họ cứ vi phạm ngoài giờ làm hành chính. Cũng theo ông Quang thì ủy ban nhân dân phường Yên Hòa đã làm hết trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 09, đối với khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Khi phóng viên thắc mắc về việc liệu có phải do chủ đầu tư thuộc diện đại gia gia thế khủng nên xảy ra tình trạng không xử lý rứt điểm được vi phạm mà lại để tồn tại kéo dài, ông Quang khẳng định không có việc này. Ông cho biết chủ đầu tư có giàu hay nghèo thì họ vẫn là công dân và vẫn phải xử lý theo quy định của pháp luật. Phương không né tránh, không ái ngại khi xử lý bắt năm đối tượng đòi thu tiền bảo kê các quán cà phê gội đầu ở Cần Thơ. Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Khoa, 31 tuổi, Trần Thanh Sung, 33 tuổi và Trịnh Phước Thọ, 37 tuổi, cùng huyện Phong Điền, tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Công an huyện cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Hữu, 26 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Hữu Phước, 37 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, cùng với tội danh trên. Theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2021, để có tiền tiêu xài, Hữu cầm đầu chỉ đạo các bị can còn lại đến các quán cà phê gội đầu trên địa bàn xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, uy hiếp và buộc các chủ quán phải đưa tiền bảo kê. Nếu chủ quán không đưa thì nhóm sẽ cho người đến gây sự, quấy phá không cho khách đến quán. Cách 3 ngày, nhóm của Hữu sẽ đi thu tiền các quán với mức tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng trên một ngày. Tổng cộng nhóm Hữu đã cưỡng đoạt là 10 triệu đồng, khoảng 10 hộ. Bức xúc, các bị hại đã đi trình báo với công an. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.